Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hạnh Phúc Quanh Ta, chuyên mục đẹp hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều cách để giảm cân, nhưng điều mà các chị em quan tâm đó chính là giảm cân như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Và một trong những lựa chọn của các chị em là bài tập thể dục cardio. Vậy vì sao bài tập cardio được các chị em ví như là một liều thuốc giảm cân an toàn? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, Vân Trang xin được giới thiệu huấn luyện viên Giang Anh. Xin chào Giang Anh. Xin chào chị Vân Trang và xin chào tất cả các quý khán giả đang đón xem chương trình Đẹp Hơn Mỗi Ngày. Dạ anh thân mến, Vân Trang rất là thắc mắc không biết là bài tập thể dục cardio là bài tập như thế nào và vì sao đây được coi là liều thuốc giảm cân thần kỳ của phái đẹp. Cardio là một phương pháp tập luyện tim mạch. Đây là một phương pháp không giống như các phương pháp tập cơ khác. Cardio thường sử dụng rất nhiều sức bền của người tập. Vì thế khi mà tập cardio thì mọi người thường là đổ rất là nhiều mồ hôi. Cũng chính vì lý do này nên là thường là những người tập cardio họ sẽ giảm cân được rất là thần kỳ. Thông thường thì phương pháp tập cardio sẽ đốt cháy rất nhiều calo của người tập. Vì thế thường là chị em rất là yêu thích bài tập này. Vậy bây giờ không biết là nếu như chị em phụ nữ chúng ta muốn bắt đầu ngay bài tập cardio thì Giang Anh có thể chia sẻ bí quyết được hay không? Hôm nay thì Giang Anh sẽ đưa tới cho các quý khán giả của chương trình Đẹp Hơn Mỗi Ngày 3 động tác tập cardio. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập luyện nhé. Ở động tác 1, chúng ta hãy chạy co gối liên tiếp từng chân. Chân trái rồi đến chân phải, làm sao để giữ đầu gối ngang bằng hông, đầu gối một góc 90 độ, lưng thẳng. Đồng thời đập tay trái khi gối trái lên cao và đập tay phải vào gối khi gối phải lên cao. Cứ liên tiếp như vậy, chỉ cần bấm đồng hồ đến giây thứ 15 hoặc là làm đủ 15 đến 20 cái thì các bạn sẽ thấy nhịp tim của mình tăng nhanh rất nhanh. Tiếp theo là động tác thứ 2, hãy cố gắng tập động tác thứ 2 ngay sau khi động tác thứ nhất vừa hoàn thành. Động tác thứ 2 đó là động tác nhảy mở trụng chân. Chúng ta nhảy mở hai chân, sau đó trụm hai chân vào. Đầu tiên nhảy, chúng ta đưa chân trái về phía trước, sau đó mở chân ra và lại đưa chân phải về phía trước. Đây người ta còn thường gọi là động tác cắt kéo. Chúng ta cứ nhảy trái, mở, phải, mở, trái, mở, phải, mở liên tiếp. Khi chân trái về trước, chúng ta đưa tay phải lên cao, sau đó hạ xuống. Và khi chân phải lên trước thì đồng thời đưa tay trái lên cao và trở về vị trí ban đầu. Động tác này thì rất là dễ bị nhầm lẫn bởi vì tay trái và chân phải rồi lại tay phải chân trái. Mọi người hãy cố gắng làm sao để không bị nhầm nhé. Thực hiện cũng từ 15 giây hoặc là từ 15 đến 20 cái tùy theo các bạn. Sau đó thì chúng ta hãy thở khoảng 10 giây và lắng nghe nhịp tim của mình. Động tác thứ 3 cũng là động tác mở trụm hai chân, nhưng lần này chúng ta có thể trụm hẳn hai chân vào. Nhảy liên tiếp như thế và đừng để gót chân chạm đất, chỉ cần chạm mũi chân thôi. Tiếp theo chúng ta hãy phối hợp đưa hai khuỷu tay lên một góc 90 độ ngang vai, sau đó trụm mở hai tay theo chân, chân trụm, chân mở, tay mở, làm liên tiếp như vậy. Mọi người có thể bấm đồng hồ trong khoảng 15 giây hoặc là đếm từ 15 đến 20 cái tùy ý. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong 3 động tác cho vòng tập cardio này rồi. Nhưng mà Vân Trang có một cái thắc mắc như thế này. Có nghĩa là với bài tập cardio như thế thì chúng ta cũng phải vận động rất là nhiều, nhanh và nhiều nữa. Thì không biết là chúng ta cần lưu ý gì khi mà thực hiện bài tập này hay không? Đối với những bài tập cường độ cao như thế này, chúng ta cần lưu ý những người bị bệnh tim mạch, những người bị bệnh hen suyễn hoặc là bị cao huyết áp thì chúng ta nên tránh tập các động tác với cường độ quá cao như vậy. Tuy nhiên, nếu các bạn thực sự muốn giảm cân nhanh chóng, chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên là cần phải để ý đến sức khỏe và theo dõi cơ thể của mình. Và quan trọng hơn hết là cần phải khởi động trước. Các bạn cần khởi động những động tác nhẹ nhàng và làm nóng cơ thể một cách từ từ trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Sau đó mới bắt tay vào thực hiện động tác.
cảm ơn Giang Anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và Vân Trang cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Viên Uống Hoa Thiên đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.